join the charge. Now, please welcome và hãy cùng chào đón sự quay trở lại sân khấu của ông Michael Lohscheller và ông David Lyon cho khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt này. Và giờ đây, không để cho tất cả quý vị chờ đợi thêm nữa, chúng tôi rất hạnh phúc khi được ra mắt những chiếc ô tô mới nhất của VinFast. Kính thưa quý vị, một lần nữa, xin mời ông Michael Lohscheller sẽ giới thiệu chiếc xe VF E35. Now Mr. David Lyon unveils the VF E36. David Lyon sẽ giới thiệu chiếc xe VF E36. The fabulous new VinFast electric vehicle. Và chúng tôi xin được phép mời các lãnh đạo của VinFast, chúng ta cũng sẽ lên sân khấu để có thể lưu lại khoảnh khắc cùng với VF E35 và VF E36. Welcome you to come to the stage for a closer look at these fabulous new VinFast vehicles, the VF E35 and VF E36. Và bây giờ ngay trên sân khấu là quý vị cũng có thể thấy được là VF E35 và VF E36. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đại biểu rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay.